lúc nào cũng là thời điểm đúng đắn để làm điều đúng đắn. Tất cả mọi hoạt động kinh doanh và hoạt động của con người đều theo dòng chảy của thời gian. Các thành viên đều hiểu cần phải hoàn thiện bản thân để đối mặt với tương lai mà không gạt bỏ các phương pháp hiệu quả của quá khứ. Họ bắt nhịp với xu hướng mà không phải hy sinh giá trị truyền thống. Đạo đức có những điều không bao giờ thay đổi. Nếu bạn là một phần của tổ chức lớn mạnh này, liêm chính là một giá trị vô cùng cần thiết cho tương lai của bạn. Amway đã được xây dựng dựa trên sự liêm chính. Những việc chúng ta làm đều giúp xây dựng và hỗ trợ giá trị liêm chính. Những điều nhỏ nhặt, những quyết định hay những hành động lớn đều có ảnh hưởng đối với danh tiếng của chúng ta. Không chỉ riêng danh tiếng của công ty, mà cả danh tiếng của bạn với tư cách là những lãnh đạo. Đa số những điều bạn quyết định thuộc phạm trù đạo đức thường không phải là những vấn đề to tát. Đó là những quyết định nhỏ, nhưng khi gom tất cả những quyết định nhỏ ấy lại, bạn sẽ nhận thấy chúng có thể lèo lái bạn theo con đường thành công hoặc con đường rắc rối. Khi kết hợp sự liêm chính với các nguyên tắc cơ bản của nhà sáng lập cùng với những giá trị văn hóa doanh nghiệp, chúng ta bảo đảm rằng chúng ta đang điều hành doanh nghiệp với nguyên tắc đạo đức mà cha tôi và Rich đã ủng hộ khi họ sáng lập Amway. Đây là những phẩm chất của người lãnh đạo mà thời gian không thể làm suy sụp. Dù tương lai sẽ thay đổi như thế nào, trái tim và khối óc con người không hề thay đổi. Những giá trị và nguyên tắc ấy cho chúng ta nền tảng để xây dựng một tập đoàn liêm chính, uy tín toàn cầu. Là những nhà phân phối của Amway, các bạn là lực lượng sẵn sàng đấu tranh cho niềm tin của mình. Nhờ đó, các bạn có thể tạo ảnh hưởng tích cực đối với cuộc sống của những người mà bạn tiếp xúc. Cha tôi và Rich đã bắt đầu với các giá trị cá nhân và không ngừng giúp người khác có cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ xây dựng Amway dựa trên nền tảng vững mạnh của tự do, gia đình, hy vọng và tưởng thưởng. Tưởng thưởng sẽ tạo tác động tích cực giúp mọi người mở rộng tầm nhìn, có cái nhìn mới lạ về bản thân mình và thế giới. Không ai có thể lường trước được tầm nhìn, sứ mệnh, những giá trị cốt lõi và những nguyên tắc cơ bản của nhà sáng lập đã và đang tồn tại bất biến, vượt qua mọi giới hạn về thời gian, về văn hóa. Khi chúng ta còn sống và làm việc theo các giá trị hợp tác cùng nhau, luôn luôn minh bạch và liêm chính để xây dựng và bảo vệ danh tiếng của chúng ta, chắc chắn thành công sẽ là điều hiển nhiên. Và chúng tôi chắc chắn mong muốn các bạn sẽ thành công. Điều duy nhất là ranh giới giữa một người và thứ mà họ mong muốn là ý chí để nỗ lực đạt được điều đó và niềm tin họ có thể làm được.